First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Soldier, keep on marching on. Head down till the work is done. Waiting on that morning sun. Soldier, keep on marching on. Head in the dust, feet in the fire. Labor on that midnight wire. Listening for that angel choir. You got nowhere to run. You wanna take a drink of that promised land. Gotta wipe the dirt off of your hands. Careful, son, you got dreamer's plans. But it gets hard to stand. Và lời đầu tiên thì xin chào quan viên hai bên của cô dâu chú rể và tất cả mọi người đã dành chút thời gian để tới cái lễ cưới ngày hôm nay của chị Thảo và anh Khánh. Thì quen chị Thảo cũng được chắc là 3-4 năm, làm việc với chị Thảo cũng đôi lần. Thì nói chung là cảm thấy là ở chị Thảo luôn tỏa ra một cái nhiệt huyết, nói chung là làm việc rất là hăng say. Hồi trước thì thấy chị Thảo lúc nào cũng luôn vui tươi, rất là hoạt bát năng động. Thì chị Thảo đã từng là như thế, nhưng mà qua hôm nay thì bước qua một cái trang khác, bước qua một cái giai đoạn rất là khác sau lễ cưới hôm nay. Thì hy vọng là chị Thảo vẫn luôn được giữ được cái sự gọi là sung sức, chuột vẫn luôn nổi trên tay. Và hy vọng là sớm thấy một Thảo con hoặc là một Khánh con gì đấy trong ngày gần nhất. Vô công ty và gặp Thảo cũng 3-4 năm nay rồi. Thì cũng lúc mà em mới vô thì Thảo cũng là một trong những người đầu tiên nói chuyện và tiếp chuyện, bắt chuyện làm quen với em đầu tiên. Thì Thảo cũng đã giúp đỡ đến được cái buổi ngày hôm nay rồi. Thì rất mong là Thảo với Khánh sẽ luôn luôn là lúc nào cũng vui tươi. Nhiều lúc trong cuộc sống thì có nhiều lúc khó khăn á, nhiều cái sự cố gì đó trong cuộc sống á, thì vẫn luôn bỏ qua cho nhau để có thể là giữ vững được cái tình cảm như hiện tại bây giờ.
scream. We don't wanna grow